Thưa quý vị, với những thủ đoạn tinh vi, địa điểm cất giấu nằm sâu trong các khu dân cư, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được các đối tượng tìm cách ngụy trang để qua mắt lực lượng chức năng. Mới đây, đội cảnh sát kinh tế công an quận Ngũ Hành Sơn đã kiên trì theo dõi và phát hiện được một số kho hàng chứa lượng lớn hàng hóa dùng để phục vụ cho việc mở sòng bài. Phải rất khó khăn, công an quận Ngũ Hành Sơn mới tiếp cận được và phát hiện một ngôi nhà trên địa bàn phường Quê Mỹ quận Ngũ Hành Sơn có chứa nhiều thùng hàng, bên trong gồm bài lá, thẻ chip dùng để đánh bạc và linh kiện điện tử dùng để phục vụ cho sòng bạc. Theo lời khai của chủ nhà, đã được một người nước ngoài thuê làm nơi chứa hàng, bản thân không hề biết số hàng bên trong là gì. Lợi dụng cái đặc điểm về cái điều kiện sôi động trong hoạt động trước Tết về buôn bán hàng hóa trong địa bàn, thì những đối tượng lợi dụng vào thời điểm là trưa và thời điểm là tối để mà tập kết hàng hóa từ các nơi về tập kết tại những cái căn nhà gọi là cho thuê, và qua kiểm tra thì giấy tờ nguồn gốc của các loại hàng hóa này thì chỉ có những cái loại giấy tờ ghi chữ Trung Quốc, Hàn Quốc. 187 kiện hàng phần lớn đều đựng trong các thùng giấy ngụy trang là thùng bánh kẹo nhằm đánh lạc hướng sự kiểm tra của cơ quan công an. Cùng với đó, sự nhẹ dạ, cả tin hám lợi của một bộ phận người dân đã vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường cái công tác nắm tình hình trên địa bàn quận và triển khai mở rộng và thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống buôn lậu hàng hóa không rõ nguồn gốc. Càng gần đến thời điểm cuối năm, hoạt động mua bán giao dịch thương mại các mặt hàng phục vụ cho Tết Nguyên đán 2021 cũng sôi động nhiều hơn. Việc các đối tượng lợi dụng địa bàn dân cư làm nơi tập kết, kho bãi chứa hàng đã khiến cho việc phát hiện ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an, thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác để không cho cơ hội đối với những hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra.